sức khỏe và lời chào số 1 chúc mai một nhà. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ tằm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rồi ít ngóng trông, vui cùng phao đó rượu hồng. Ta cùng nhau đón đêm mùa xuân, xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân, vinh canh lộc những bân quân, năm nay chắc gặp tình nhân. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới, hoa mai nở phơi phới. Thế gian thay nụ cười, đón cho nhau cuộc đời, chỉ đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lộc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, trên bước đường danh lợi dòng mây, duyên vừa đẹp mỹ đắp xây, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường danh lợi dòng mây, duyên vừa đẹp mỹ đắp xây, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với thân phận Chí Phèo.
ai đã cho tao kiếp người khổ đau. Như kiếp cỏ cây trơ trọi giữa đời, tháng năm chìm trong từng cơn say, chẳng còn tin ai kia tình nghĩa, cứ sống mòn chờ chết mai kia. Ai ai cứ nghe chi phèo là biết ngày thầm say, lang thang khắp chốn như con chó đi hoang, gặp ai tao cũng chơi. Nhìn cái gì? Đánh tao tao ăn vạ. Mặc mẹ nhân gian buông mãi nhưng sao cứ càng tình gian. Tao muốn tìm quên nô nhục kiếp này. Tao hận đời, tao hận thân tao, chỉ cầu mong hôm nào được chết, thoát kiếp người nhục nhằn bao năm. Tao hận đời, tao hận thân tao, chỉ cầu mong hôm nào được chết, thoát kiếp người nhục nhằn bao năm. Ôi đèn thờ có hơi mọc xuống xuôi, hơi mọc xuống xuôi, lối lên sông hoa, lối lên sông hoa, lối về suối ngang. Cảnh sơn trang huy hoàng rồng rồng, sau nếp nà đổ cho trong họ thân xa ăn lành.
phòng lọc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thề thử con nhan khói phục phương tư.
người nói đi như tin người nghĩ. Làm nghề sướng ca tôi mang tội gì, họa là có chăng tôi mang tội đời. Làm cho nhân thế say mê, người nói đi cho tôi một lời rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Tôi ơn người phận tâm tôi muốn kiếp vương tơ cho đời vui. Người nói đi cho tôi một lời rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Tôi ơn người phận tâm tôi muốn kiếp vương tơ cho đời vui. Trời lạnh rơi ướt vai, lâu vẫn son nuốt đôi bờ mi. Rồi mai này tàn phai sắc hương, ai nhớ chăng tiếng ca ngày xưa. Rồi mai này tàn phai sắc hương, ai nhớ chăng tiếng rồi em biết yêu thương ai, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. 20 năm cuối là bao, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. 20 năm cuối là bao, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. 20 năm cuối là rồi. Giờ nhảy mệt không? Hả? Anh nhảy mệt không? Hả? Mệt không? À, hôm nay về tới Cẩm Giang này, hình như em bị nấng. Bị nấng à? 60 mà vẫn nấng các bác ạ. À, chứ quên mấy được 24 nhầm tuổi đó. Đâu biết bao tuổi đấy. Đâu biết bao tuổi đấy. Bao nhiêu biết bao tuổi không? 10 cái tỷ rưỡi nhà mày. Em chưa 18. Đẹp quá. Hát bài là con gái phải sinh nhá. Là con gái phải sinh. Là con gái phải đẻ. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Cười gì mà lông lách dài cả ra. Chết mẹ rồi. Hôm nay đi diễn quên mẹ không cào nông nách. Ê, suốt ngày chỉ lang thang đầu đường cuối phố. Cuối phố à? Chỗ nào cứ gặp đàn ông là cứ nhảy tưng tưng gì lên. Chắc lên nhỉ? Mà nghe thấy đâu bảo là 60 tuổi mà chưa chịu về hưu. Ông có mấy cái hưu ấy? Năm nay về hưu rồi. Có ba mấy cái hưu? Năm nay Xuân Anh về hưu chưa ạ? Chưa. Về hưu rồi nhưng về hưu diễn khỏe hơn ngày xưa. Không biết làm sao. Mỗi ngày là có biết là diễn được bao nhiêu cái không? Diễn được mấy phát? Phát gì đây?
Con này vớ vẩn. Mỗi ngày diễn là một cái. Diễn với ông Mẫn và các anh này một tháng được 15 cái có được không nhỉ? Ừ, sợ quá. Từ Tết là mới được có 7 cái nhỉ, đúng không? Ừ. Cố gắng 15 cái nhé, để cho cái văn nghệ sĩ đang ngồi trong kia đang chờ mấy cái nữa kìa. Cố gắng phấn đấu nhé. Dạ. Hôm nọ diễn trên Phú Thọ ai thắp bài bảo là diễn từ lúc 8 giờ các bà bảo bác sang bên này bác làm cái nữa đi 9:30. Thế bảo thú thực với các bác là mỗi ngày em chỉ làm được một cái thôi. Làm một cái xong nghỉ, ngày mai lại cái nữa. Ngày kia lại cái nữa chứ không làm được hai cái. Sao mà nghe xong nói này, xong bà ấy bảo cái gì? Xong bảo là thế vui bảo là cái diễn thì bà này nghĩ thành cái gì? Hết mẹ nó sữa rồi còn cái gì? Ơ này, trông thế này thôi nhưng mà cái nhìn thấy gái đẹp đi qua là em chỉ thích cái đẹp thôi. Chỉ thích cái đẹp thôi mà cứ thấy gái đẹp đi qua là tự dưng vòi nước lại không quá được. Này, lúc nào cũng tâm sự kêu là anh bây giờ bệnh áp huyết cao rồi. Còn lâu, còn lâu anh à? Mệt lắm rồi. Anh lúc nào cũng nhảy nhiều, anh thở. Rồi anh sắp về hưu rồi. Thế còn mấy cái hưu? À, hình như có 4 cái hưu các bác nhỉ? Là những cái hưu gì nè? Một là cái hưu người ta gọi là hưu trâu, đúng không? Làm như một con trâu. Hưu gì nữa? Hay là hưu chó. Tại sao gọi hưu chó? Ở nhà trong nhà cho con cái có ai đến mà cho em xuống đến gọi con cháu. Trời ạ. Còn cái hưu gì nữa? Còn hai là hưu quạnh. Hưu quạnh là cái đi cái lầm cầm người điên quá, còn điên thì trông như con điên. Trông như mắt nó hết ra chiến rồi. Như mắt. Đó, nó lầm bầm thế. Còn hưu của em gọi là hưu trí. Hưu trí nghĩa là vui chơi giải trí, đúng không? Vui chơi chỉ... Chỉ giải hả? Ôi trời ơi, trời ơi. Ôi trời sao? Ôi trời, não này. Này là đang quay truyền hình hết đấy kia cả. Ôi trời. Thôi nhưng mà thôi là... Cứ nói về cái đấy nó mới vui các bác nhỉ? Nói không có cái đấy thì nó vẫn ra cái gì nữa nhỉ? Lớn thật. Hồ Cho Đương còn nói thế này. Kìa cái diều ai nó lộn nèo. Đấy. Bù cái dưa còn vậy mà mấy mình ấy, hiểu đúng không? Quân tử gì có thương gì đấy? Đóng cọc gì đấy nhỉ? Hiểu không? Hay các cụ ngày xưa cứ gọi cái này là cái bàn bốc, hiểu không? Các cụ ngày xưa tâm bằng mấy mình hiểu. Thế rồi thôi gọi là vui này thôi, chứ còn ai nghĩ thế nào thì nghĩ. Tục hay thanh là do cái đầu mình nghĩ. Xem một bức tranh khỏa thân ấy nó rất đẹp, nhưng mà mình nghĩ thành cái chuyện kia thì nó lại là cái chuyện tục nha. Còn nhã ra nó rất đẹp, có phải quý vị? Kính thưa quý vị, để có những nụ cười cho quý vị hôm nay, Xuân Hinh đã phải trải qua những nỗi đắng cay mất mát của cuộc đời. Và tiếng cười thì có nước mắt, tiếng cười đó mới là những tiếng cười chân chính. Quý vị biết Xuân Hinh quê ở đâu không ạ? Hả? Từ đứa nào vừa bảo tao Thanh Hóa đấy. Chúng mày chả, chúng mày mà mang tiếng người ta nổi tiếng, mày chả biết tao ở đâu cả, hiểu không? Tao chả chúng mày hả ở đâu? Ở Bắc gì? Bắc Ninh gì đúng không? Bắc Ninh đúng rồi, người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình. Này là quê ở quê Inh. Em đi khắp bốn phương trời mà không đâu lịch sự bằng người Bắc Ninh. Em đây tên gọi Xuân Hinh. Xuân Hinh là đủ kêu rồi, đủ cho thiên hạ đứng ngồi không yên, đủ cho thiên hạ phát điên, đủ cho thiên hạ đến để phọt tiền cho Xuân Hinh. Phọt tiền. Còn từ lúc lấy ra mới phọt là có hơn, có mẹ có hơn triệu nhỉ? Phọt có 1,50,000 đó. Mà này, phọt mà đếm hai cái số tiền đấy cộng này đằng đuôi toàn là số 7. Mà tại sao lại chơi lục biến? Ngày mai về chơi thất biến luôn. Thôi chơi cái khác kìa. Mình cứ chơi mỗi cái một, mỗi hôm chơi một kiểu, chơi hôm thì giật lùi này. Nhưng mà ngày mai ngày mai chơi xuyến lên đi. Vừa xuyến giật lùi đấy ạ. Các bác mà... biết kiểu giật lùi bao giờ chưa ạ? Chưa biết à? Ui dồi, thế thì phải gặp Xuân Hinh nhá. Kêu cũng thích cơ. Này, cười.
Thế mà sao mà đây, lúc nào cũng quảng cáo trên mạng với khán giả, đi đâu cũng cứ 12 giờ, 12 giờ. Mà cái bà Hồng Vân bà béo ếch ra như là con trâu mà lúc nào cũng 12 giờ. Không thôi, béo quá em sợ bắt mấn ạ. Sợ lắm, hôm nọ mà đọc có diễn một tí mà bà đè cái mông mồm tí tắt hả không? Không biết mà đèn đóm gió thế mà nó quay cuồng thế nào mà nó đè mà mồm tí chết không biết. Trời ơi. Nhưng bà to béo vợ em này thì cũng hả, nó cũng rộng quáng hơn. Vợ quáng bao tuổi hả? Vợ quáng bao tuổi? Bao tuổi á? À, tuổi em gì? Ông có đến ông trước đi, tôi biểu ông thêm mấy câu. Tôi lấy có hơn tháng tôi đã chán lắm rồi đấy. Đúng rồi. Hơn tháng mà đã chán rồi mà mà bây giờ mà 30 năm rồi vẫn phải 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 sống đấy này. Lý do sao? Rồi, hả? Lý do sao? Nó cứ dọa, nó bảo em trông cái dạ dày của anh đấy. Thế này tối rồi không biết là hôm này nó mua rau bẩn đi, nó bảo rau sạch bố biết được nào đâu. Sợ nó lắm mà không nó mồm nó. Nó nổ đi toán. Ôi trời, sợ lắm. Không dám nói với bà một câu nào cả. Không, chưa bao giờ dám nói một câu nào. Giờ bà ấy bỏ đi rồi, thuê con người ở, mất 4-5 triệu một tháng. Con nào ăn khỏe ngày nó giá đồ cân bảy thịt thì tính nói chung là mất 40 triệu. Không, cứ gặp đàn mất gầy, cứ mất cứ nhận, cứ mất ở trong cái này. Ui giời ơi, vỗ thế thì nó đẹp bố vú còn gì nữa. Nhìn thấy 60 này còn đẹp không? Còn đẹp không? Hả? Ôi, nó còn hồng hồng chứ. Em bây giờ cứ nhìn hai cái đầu đen này em ngất. Ôi giời ơi, ê hu hòa. Thôi nhá, chương trình còn dài đến 3 giờ sáng, còn bao các nghệ sĩ nhá. Thưa quý vị là thêm gì nữa? Em chưa. Mà hôm em đi chỗ khác thì em chỉ làm 10 phút em về thôi. Mà em đi mấy này bác Mẫn Ngọc Anh này em toàn làm trên 40 phút thôi. Em bảo thôi cho em hát sớm em về chứ chứ tí là ngồi ở cái đầu gió cái nó thốc vào mồm luôn, thốc luôn tháo tí chớ chớ đây ra đống kia cả. Mà thưa quý vị nè, vậy hẹn quý vị tối mai nhá. Không, tối mai diễn hẳn 50 phút. Tối mai diễn hẳn một tiết mục hẳn hoi. Diễn cùng với Thanh Thanh Hiền, có đúng không nhỉ? Anh đúng rồi. Anh diễn gì? Mình diễn ngựa người nhá. Hả? Hát một bài nữa thôi. Diễn gì? Hát một bài nữa thôi. Thôi, để mai đến không có mai vắng. Rồi, mai ngựa người. Qua diễn ở Vũng Ninh hôm qua vặn 4, vặn 4 người mà hôm nay đến. Hôm nay có 9.000 này. Hôm nay có 9.000 thôi. Vì cũng chặt quá, cũng không đứng được nữa, đúng không? Đúng rồi, vì là chặt quá. Chương trình không quảng cáo lắm, đúng không? Có quảng cáo đâu. Chương trình này là từ thiện, ông toàn diễn bán vé, ông qua nghe đâu. Ông bán vé 1.4 triệu người, ông tiền ông để đâu cho hết, ông rắn cực quần à? Làm gì có tiền? Thế tiền mang đâu rồi? Đi cờ bạc à? Cờ bạc cái gì? Tôi sợ tôi bị chia. Em ghét nhất cờ bạc, cờ bạc là bác thằng Bần mà ghét cờ bạc lắm đấy. Riêng cờ bạc là ghét. Trong họ nhà em mà cờ bạc là ghét. Gái mú thì khuyến khích. À, tôi đi vào ra não này mang tiền đi cho gái. Rồi. Được rồi. Ông cứ về ông nói với mách với con vợ nó đuổi tôi đi, tôi lấy con nữa. Tôi chả sợ gì cả. Vâng. À, thế là ông ấy giấu tiền đưa cho con nữa đúng không? Hả? Ông đưa thì con nữa đúng không? Ông đã giả đâu. Ông không nhớ à? 7 ngày đây đã giả đâu. Ôi trời ơi. Thưa quý vị, dành cho nghệ sĩ Hải Xuân Ninh 60 tuổi vẫn còn dâm và hôm nay lại rất lứng. Lại vừa đi về. Một lần nữa, đầu xuân mới. Hát có mà đến đêm mai còn để dành mai chứ không? Hát một bài thôi. Bây giờ thở thế, em thở xong rồi. Giờ áp huyết đi, giờ cao 120/80 đấy. Chết em còn đi rồi không? Mỡ trong máu đấy. Mỡ trong máu được không?
À, mở đầu xuân mới không biết nói gì hơn, chỉ biết kính chúc cho tất cả những quý vị, cô bác, anh chị, bà con, tất cả quý vị có mặt trong buổi biểu diễn ngày hôm nay, quê hương của đền thờ Cẩm Giang, xin gửi tới tất cả quý vị đầu xuân mới có thật nhiều sức khỏe, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, sẵn thuốc bổ ở cửa miệng, không tội gì mà không uống, mà phải uống thuốc cho nó bổ. Vâng, chúc cho tất cả quý vị sức khỏe, đắc tài, đắc lộc, đắc bình an, vạn sự như ý và an khang, thịnh vượng. Cái bà vừa rồi là mồ hôi nó trôi hết và tuột vào trong họng rồi. Xin cảm ơn anh Mẫn Ngọc Anh, nhờ anh Ngọc Anh mà là một người rất hảo tâm, đã tổ chức suốt từ Tết giờ rất nhiều các chương trình từ thiện như thế này để giới thiệu về những anh ấy là người rất yêu quý cái bộ môn nghệ thuật dân tộc của Việt Nam, như cải lương, rồi hát chèo, hát văn, rồi tất cả các nghệ sĩ dân tộc của chúng tôi. Tất cả các nghệ sĩ xin cảm ơn anh, cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây lắng nghe để lan truyền và bảo tồn cái văn hóa dân tộc của Việt Nam. Xin chào tất cả quý vị, xin cảm ơn đa và đa tạ tất cả các quý vị. Quý vị dành cho nghệ sĩ Xuân Linh số 1 thế giới một tràng vỗ tay thật lớn, và ngày mai quý vị sẽ nghe Xuân Linh diễn cùng với Thanh Thanh Hiền một trong những vở diễn đặc biệt, Người Ngựa, Ngựa Người, và có những bài hát văn hát sầm mà đem cho quý vị là không phải là 50 phút nữa mà phụt 5 phát, đúng không ạ?